tất cả các bạn, tôi là Tạ Thị Thinh và tôi đang hướng dẫn cho các bạn các kỹ năng liên quan đến Word, Excel và PowerPoint. Cùng với cả việc thực hiện các cái kỹ năng Word, Excel này thì chúng ta cũng sẽ làm quen với các câu hỏi thi của most luôn, để chúng ta có thể thi việc lấy chứng chỉ quốc tế, chứng nhận cho những người mà thao tác và thực hiện các cái kỹ năng liên quan đến văn phòng, chúng ta gọi là tin học văn phòng ạ, của các cái công cụ về Microsoft Office. Và most là một chứng chỉ quốc tế, vì thế nên các câu hỏi đi thi sẽ là ở dạng tiếng Anh và có hai loại câu hỏi là câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi thực hành. Nhưng mà để mà trả lời được những câu hỏi trắc nghiệm thì bạn đòi hỏi phải là những người thành thạo trong việc sử dụng Word, Excel, có nghĩa là chúng ta phải thực hành nó thật là nhiều thì chúng ta mới nhớ được, chứ còn cái khả năng mà bạn ôn thi và luyện thi để đi thi là không thể đâu các bạn nhé. Chúng ta không có thao tác nhiều thì chúng ta sẽ rất là nhanh quên và nhớ, bị nhầm lẫn giữa cái nọ với cái kia. Chúng ta sẽ đi đến tiếp theo những cái phần tiếp theo nữa là gì? 5 câu hỏi tiếp theo là gì? Trên cái phần on the top heading thì hãy insert cái copyright có ký hiệu là ký hiệu bản quyền, symbol bản quyền, đúng không ạ? A+C đây là gọi là ký hiệu copyright bản quyền. Thì insert ký hiệu bản quyền này hay một ký hiệu bất kỳ nào đó cũng được. Chúng ta thường sử dụng cho văn bản, để ký hiệu là để giúp chúng ta nhận ra cái thông tin nó một cách dễ dàng và ngắn gọn. Copyright là cái phần mà chỉ rõ rằng đây là nội dung có bản quyền chẳng hạn. Thì trên cái phần top này, on the top này, chúng ta insert cái phần mà bản quyền thì chúng ta sẽ thực hiện vào đây. Chúng ta vào cái tab insert và chúng ta có cái symbol là insert các ký hiệu đặc biệt ạ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ kích vào đây và chúng ta sẽ chọn các cái ký hiệu để chúng ta thực hiện. Tôi làm lại nha. Chúng ta vào insert symbol đây các bạn. Đó, các bạn có thể là insert sẵn những cái ký hiệu có sẵn ở trên này, như là ký hiệu bản quyền đây, đúng không ạ? Copyright, register right, tức là những ký hiệu có cái ký hiệu đã đăng ký bản quyền, có đăng ký á, đúng không ạ? Ký hiệu hình chữ kéo, cái kéo mà thường sử dụng trong thi cử đó các bạn, ký hiệu hoa văn mà thường sử dụng ở trong các cái văn bản của nhà nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á các bạn sẽ thấy người ta sử dụng nhiều ký hiệu hoa văn này. Ký hiệu cuốn sách thường sử dụng trong giáo dục, đúng không ạ? Biểu tượng của cuốn sách. Những ký hiệu thăng khác, a còng lớn hơn hoặc nhỏ hơn bằng là những ký hiệu trong toán học, thì các bạn có thể thực hiện insert vào. Ngoài ra các bạn có thể chọn nhiều ký hiệu hơn nữa ở phần more symbol này, để chúng ta chọn những cái ký hiệu mà nó khó hơn, hoặc là cho những cái bảng chữ khác đi. Đó, thì chúng ta vào đây chúng ta chọn các bảng ký hiệu và chúng ta lựa chọn như là chuột, bàn phím, điện thoại, computer, vân vân. Rất nhiều các ký hiệu, các biểu tượng icon khác nhau, rất là đẹp cho việc trình bày văn bản. Và chúng ta chọn insert C, đúng không ạ? Insert copyright. Như vậy là chúng ta đã insert được xong cái ký hiệu copyright cho cái phần on the top, cho cái này, theo cách này. Thế còn hai cái kia nó có thể là ký hiệu khác thì các bạn cũng vẫn vào symbol để mà tìm các ký hiệu này để chèn vào. Câu hỏi tiếp theo là remove formatting from the heading. Cái chữ mà fact about Saturday, Sunday ấy, thì người ta muốn loại trừ đi tất cả những cái formatting của các cái chữ này, có thể loại trừ đi một đoạn chữ hoặc của cả một văn bản. Khi mà các bạn, đặc biệt là các bạn copy từ mạng về ấy, các bạn chúng ta sẽ mang tất cả những cái format của mạng mà vứt vào trong cái file Word thì nó sẽ rất hay bị lỗi, đặc biệt là lỗi phông chữ, rồi nó có những cái màu sắc lộn xộn, hoặc là chữ nó là chữ to, chữ đậm, bé khác nhau. Thì khi đó mà các bạn muốn loại trừ đi tất cả những cái format đó để các bạn định dạng lại thì các bạn sẽ bôi đen cái đoạn văn bản này và chúng ta vào home. Chúng ta có nhìn thấy cái gì không? Các cái biểu tượng chữ A với cả một cái cục tẩy Đó, biểu tượng A với cục tẩy. Trên này thấy ghi là clear all formatting, tức là xóa toàn bộ các cái formatting liên quan đến cái đoạn text này đi, để giúp cho các bạn thao tác và chỉnh sửa lại. Thì khi mà chúng ta muốn xóa toàn bộ cái format của cả một cái văn bản thì chúng ta kích vào đây, chúng ta bôi đen toàn bộ văn bản và chúng ta clear hết một lượt đi, sau đó chúng ta bắt đầu định dạng lại thì nó sẽ đẹp hơn. Và tránh cái việc là một số những cái định dạng nó ẩn ở đâu đó ở các cái đoạn text làm cho văn bản của chúng ta xấu. Vì thế đặc biệt lưu ý rằng khi các bạn mà copy từ một cái nguồn nào đó về, đặc biệt là những nguồn trên internet, thì các bạn nên xóa các cái định dạng này trước, rồi chúng ta bắt đầu định dạng theo cách của chúng ta, làm sao cho nó thống nhất cái phần định dạng của cả văn bản của mình thì nó mới chuyên nghiệp. Chứ các bạn đừng để tình trạng mà các cái chữ nó khác nhau, đặc biệt là phông chữ khác nhau. Phông chữ khác nhau là người ta rất là kỵ. Kích thước của chữ thì cũng phải có một cái quy chuẩn. Ví dụ như cái heading thì nó phải cứ kích thước nào, và các cái chữ bình thường bên trong phải có cùng một kích thước. Thì đó là những cái formatting mà cần phải thống nhất trong văn bản. Đặc biệt là kỵ nhất là bạn nào mà làm CV chẳng hạn, mà copy của người khác về hoặc copy trên mạng về rồi không chỉnh sửa bullet, tức là cái phần đánh dấu, thì cũng vẫn là lem nhem, đúng không ạ, lộn xộn với nhau thì nó rất là tối kỵ cái phần này. Vì thế nên là các bạn nên xóa toàn bộ các formatting này đi, sau đó các bạn định dạng lại từ đầu. Câu hỏi tiếp theo là change the page margin to narrow, thay đổi lề của trang để mà thu hẹp lại. Thì cái page margin này, tất cả cái lề của cái trang để mà chúng ta khi chúng ta in ra thì nó sẽ có căng lề trái, căng lề phải các bạn. Thì nó gọi là cái phần page setup. Và để mà với câu hỏi này thì đây là câu hỏi đi thi các bạn, thì chúng ta cứ làm đúng cái câu hỏi đi thi này đã, rồi chúng ta mở rộng sau nhé. Để mà thay đổi được cái page margin này thì chúng ta sẽ có rằng là cái phần layout, các bạn vào cái tab layout và các bạn thấy có cái phần margin á. Đó, thì ở đây nó đã có sẵn, định dạng sẵn cho các bạn những cái phần căng lề bên trên, bên dưới, bên trái và bên phải rồi, để giúp cho các bạn làm sao các bạn lựa chọn luôn, không cần phải tự làm. Ví dụ như các bạn thấy rằng tôi có cái loại narrow ở đây. Đó, khi mà các bạn nhìn thấy cái chữ này như vậy là nó là một cái phần tính năng, một cái phần mà đã có sẵn ở trong Word. Chúng ta không phải cố gắng dịch đâu, bởi vì là chúng ta cần nhớ những cái này là nhiều. Các bạn nhìn thấy cái narrow này không? Top là 1,27 cm, left bottom trên là 1,27, dưới 1,27, trái 1,27, phải 1,27, tức là loại hẹp nhất của cái trang này, đúng không? Còn loại normal nhất là 2,54, trên dưới trái phải 2,54. Loại mà chúng ta tự customize thì chúng ta tự làm, tự sử dụng, tự sửa. Đó, thì chúng ta có nhiều loại khác nhau, và ở bài toán này chúng ta phải chọn narrow. Và khi mà chọn narrow thì các bạn sẽ thấy rằng, để tôi thu hẹp cái page này rồi cho chúng ta nhìn thấy nó dễ dàng hơn. Đó, thì các bạn sẽ thấy là 1,27 ạ. Vì thế nên là cái chữ text của tôi nó sang bên tay trái, nó rất là gần, nó gần với bên tay trái, đúng không ạ? Nếu mà các bạn xem các đoạn văn trên nữa này, cả các đoạn văn rộng hơn thì trái phải căng đều là 1,27, rất là bé. Và top and down cũng thế, cũng rất là thấp, bé, đúng không ạ? Nếu trường hợp mà chúng ta không muốn chọn cái loại mặc định có sẵn ấy, thì tốt nhất là các bạn sẽ vào đây, page layout, và các bạn kích vào cái phần này để ra được cái menu về page setup. Chúng ta sẽ setup lại các cái căng lề trái phải trên dưới cho toàn bộ văn bản, thì nó sẽ phù hợp cho việc chúng ta thực hiện hơn là chọn có sẵn. Thì chúng ta chọn vào đây, phải chụp vào đây. Chúng ta nhìn lại nhé các bạn nhé. Khi mà thao tác chúng ta cần phải chú ý rất là kỹ đấy. Chúng ta vào phần layout này, trong nó có page setup, thì phía trên này chỉ là một số những cái tính năng mà có sẵn thôi, mặc định của Word thôi. Đấy, còn để mà sổ ra được cái bảng mà thiết lập đó, thì chúng ta kích vào phía bên tay góc, bên tay phải, bên dưới của cái phần này, nó gọi là bảng page setup. Chúng ta sẽ ra được cái phần page setup này, và khi mà có page setup thì chúng ta sẽ có cái phần margin, là cái phần mà để quy định cho phần trống ở phía bên trên trống ở bên trái, trống bên phải để tránh cho cái phần máy in nó khi chúng ta in ra thì nó không tràn vào các trang, đúng không? Nó bao giờ cũng phải có một cách đoạn thừa. Thì các bạn nhớ rằng là nếu như theo quy chuẩn của nhà nước và các cái quy chuẩn của tài liệu ấy, thì chúng ta nhớ rằng bên trái chúng ta phải cách thừa ra khoảng 3 cm, tại vì là chỗ đó là chúng ta dập ghim, đúng không ạ? Các bạn mà cách nhỏ như thế này thì chỉ hợp cho cái văn bản mà nó không hề dập ghim, không ghép vào với nhau, đọc từng trang một thì ok. Nhưng mà dập ghim á, thì các bạn phải để cái phần left này là phải 3 cm thì mới đủ, đúng chưa? Và nếu như các bạn có các cái thông tin về header với cả footer, tức là thông tin đưa trên header với footer, thì các bạn phải để cho nó rộng ra để người ta còn nhìn. Còn 1,27 là quá thấp, thì các bạn có thể để phải khoảng, theo mà chuẩn mình nhớ được thì là nó khoảng 1,5 cm, và bottom cũng là 1,5 cm, và phía bên right này là chúng ta để là 2, hoặc là chúng ta để top down là 2 cũng được, top và bottom up là 2 cm. Left thì chúng ta để rộng hơn là 3 cm để nó có cái phần chừa ra dập ghim, và khi dập vào thì nó sẽ không bị mất chữ. Đó, thì chúng ta set up như vậy để chúng ta thực hiện cho một cái tài liệu mà chuẩn để in ra và nó không bị mất. Khi mà các bạn làm với văn bản, bao giờ các bạn phải check lại cái phần page setup này để mà in ra nó sẽ đẹp hơn. Các bạn không thể để tự nhiên được, để nó sẽ bị hỏng hoặc là vỡ format. Các bạn có thể chọn loại portrait hoặc landscape là cái phần mà orientation, tức là hướng của giấy, hướng theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang. Và ở phía dưới này các bạn để ý này, áp dụng cho toàn bộ văn bản này. Đấy, hoặc là cho mỗi cái điểm mà chúng ta đặt con trỏ chuột thôi. Thường chúng ta sẽ chọn là toàn bộ văn bản. Và có một cái chữ nữa, cái dòng dưới nữa mà các bạn để ý là set as default á, set as default này thì set as default là để giúp chúng ta có thể thiết lập cái định dạng này một cách mặc định. Lần sau chúng ta mở các cái trang khác ra, file Word khác ra thì chúng ta cũng vẫn lưu trữ lại được cái thiết lập này. Và vì thế nên set up default thì rất là quan trọng cho tất cả những cái định dạng khác để giúp cho các bạn thao tác nhanh với văn bản. Và chúng ta thường gọi là quen với máy á, tức là dùng trên máy của mình thì mình thiết lập mặc định rồi, mình làm mọi thứ nó rất là ngon nghẻ, tốt đẹp rồi. Thế sang máy khác người ta không thiết lập như mình thì các bạn lại phải làm lại, các bạn lại phải thiết lập lại tất cả các thông số này và phải kiểm tra lại các thông số để đảm bảo sang máy khác nó vẫn văn bản vẫn được hiển thị một cách tốt đẹp. Đó, thì nếu như là các bạn thao tác trên chính cái máy của mình, laptop hay computer của mình, thì các bạn hãy thiết lập cái phần set default và ấn vào OK để mà lưu toàn bộ các cái setup này mặc định cho văn bản của bạn. Và bây giờ các bạn nhìn thấy bên trái là 3 cm này, bên phải 2 cm, trên 1,5 và dưới 1,5. Thì như vậy là cái phần margin này nó đủ đảm bảo để in ra theo chuẩn, nó sẽ tốt hơn. Và tiếp tục này, tiếp tục là một cái câu hỏi liên quan đến phần mà thêm vào các cái bank quarter ở phía trên, giữa bottom center of the cover page, và insert cái đoạn text như thế này vào. Tức là chúng ta sẽ chèn một cái đoạn trích dẫn, có một cái giải băng ở giữa phía trên cùng của trang và chèn một cái đoạn chữ vào đây. Giả sử tôi có ảnh hoặc cái hình nền như thế này, và để mà vào được thì cái bank quarter này là tên của một cái đã có sẵn trong Word, các bạn nhớ nhé. Vì thế nên chúng ta phải thao tác nhiều là vậy. Và chúng ta chèn nó một cái đoạn text vào đây, thì chúng ta nhớ là keyword ở đây là text, và chúng ta có text box, đúng không ạ? Insert này, chúng ta có vào đây là text box này. Trong text box thì nó có rất nhiều các loại khác nhau, như loại đơn giản nhất là các bạn tự làm, các loại khác này, và chúng ta có bank quarter là đây các bạn. Đây, chính đây nó là bank quarter, tức là một kiểu dạng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái giải dọc ở phía trên. Đó, dọc ở phía trên và ở phía dưới là chúng ta sẽ điền text. Thì chúng ta thử copy cái đoạn text này vào. Được không các bạn? Và chúng ta để cho cái chúng ta nhớ format của cái này không ạ? Chúng ta wrap text làm sao cho nó ẩn dưới bên dưới của text. Đó. Và ở đây thì chỗ này chúng ta sẽ phải sử dụng cả kỹ năng wrap text nữa. Rồi, bên trái bên phải và cái dòng chữ đã được đưa vào, thì đây là một cái loại text được chèn vào lên trên các cái chữ của văn bản soạn thảo để giúp cho các bạn nhìn thấy nó đẹp hơn, và nó có sẵn cái dải băng màu xanh rất là đẹp. Đó, thì đấy là cái phần banh cua tờ. Đó, banh cua tờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tiếp về phần Word, các kỹ năng và các câu hỏi đi thi của MOST. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.